Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi nắp bộ súng phun sương cao áp dành cho bình xịt điện một bơm 20 lít. Bà con có thể thấy là dù là bình xịt điện một bơm 20 lít áp lực bình thường chứ không phải dòng hai bơm, nhưng mà khi nắp với lại súng phun sương cao áp Takeo TK3X, bà con có thể thấy là độ khuếch tán, độ sương, độ mịn ra còn mạnh hơn cả những cái dòng phun thuốc trừ sâu dùng động cơ xăng. Nhưng mà giá thành thì cực kỳ rẻ. Với đầu cũng phun sương cao áp Takeo TK3X này thì chưa đến 500 ngàn là bà con đã có thể sử dụng được một súng phun sương. Và bảo hành của súng phun sương cao áp lên tới 18 tháng. Rất dễ dàng sử dụng, có thể kết hợp được với tất cả các loại bình xịt điện có mặt trên thị trường hiện nay. Chỉ việc mua về, gắn ống nước và cắm nguồn điện vào, bật công tắc là có thể sử dụng cực kỳ dễ dàng và đơn giản.